nay mình sẽ giới thiệu qua một số mẫu lắc vàng 18K nha. Giá vàng đây là 3.380.000 một chỉ nha các bạn. Đây là mẫu lắc về mùa dịch nhà em này. Đây một cái lắc 7 chỉ lẻ 4. Đây, cái này tầm khoảng 25-26 triệu nha các bạn. Lắc này lắc bản dành cho cả nam và nữ luôn nha. Đây, có rồng nút luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Đây thêm một mẫu lắc bản luôn các bạn. Lắc này 1.4:2. Đây, 1.4:2 này, cái này tầm khoảng gần 50 triệu nha các bạn. Đây cũng là con rồng nút luôn nha. Lắc này gọi là lắc hàng rào nha các bạn. Đây, lắc này thì cả nam và nữ đều ra được nha. Bên trong của nó thì có lót luôn các bạn, nên là không sợ bị bén hay bị cấn gì nha. Đây, lắc này rất là dễ đeo luôn. Đây một cái lắc nút các bạn, lắc nút này 1.7:1:6 này. Một lượng 7:1:6 nha. Cái này tầm khoảng hơn 60 triệu các bạn. Đây, lắc này nè, lắc nút đặc luôn nha, không phải lắc bọng nha các bạn. Đây, lắc này thì rất là dễ đeo, nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Thêm một số mẫu lắc lật, lắc bọng, lắc này hơn 5 chỉ nhưng mà tầm khoảng 18-19 triệu nha. Đây là con rồng, con rồng nút đây, lắc kim tiền các bạn, lắc này lắc lắc kim tiền. Đây, lắc này thì đa số là nam đeo hoặc những cô tuổi tầm trung trung niên các bạn nên hay đeo mấy cái này, tại vì cái này đeo thì không sợ vướng gì nha. Bên trong cũng có lót luôn, đằng sau mặt trước mặt sau đều rất là có lót vàng hết nha, nên không sợ bị bén hay bị vướng gì nha các bạn. Đây, đây lắc con rồng, lắc này lắc dập rồng các bạn. Đây lắc này lắc dập rồng cũng 4.75 chỉ, 3.31 thôi. Đây siêu mũi này có 3.31 các bạn, tầm khoảng 12 triệu mấy 13 triệu nha. Đây thêm một cái lắc dập rồng các bạn, lắc này 3.9 thì tầm khoảng 11 triệu nha các bạn. Đây lắc này chắc là nữ đeo các bạn, thường thì nữ sẽ đeo nhỏ hơn nam nha, nam sẽ đeo những cái mẫu có rồng. Đây những mẫu này, đây mẫu này thì 6 chỉ hơn nè, có rồng hoặc là cái bản bự hơn một chút, 6 chỉ 15 tầm khoảng 23 triệu nha các bạn. Đây một cái lắc hàng rào loại nhỏ, lắc này dành cho nữ nha, 6 chỉ 69. Đây cái này tầm khoảng 24 triệu nha các bạn. Giá vàng hiện tại thì 3.380.000 một chỉ để bán ra nha. Đây lắc nai nữa, lắc nai này hơn 3 chỉ thôi. Lắc lật nai nha. Đây cái lắc này cũng hình hoa văn nha, lắc này cũng hơn 3 chỉ, tầm khoảng 11 triệu hơn nha các bạn. Lắc này lắc lật trên này không có mắt nữa, lắc này 3.954 chỉ tầm khoảng gần 15 triệu nha. Đây, rất là dễ đeo, lắc này thì nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Có một số mẫu lắc lật nhỏ nhỏ nè, nhỏ thì dành cho nữ đeo nha, hơn 2 chỉ 2 chỉ 2 chỉ 2 3 các bạn, tầm khoảng 8 triệu nha. Đây lắc lắc trên có bi nè, lắc này cũng hơn 3 chỉ 3 chỉ 35 tầm khoảng 12 triệu nha. Đây, rất là đẹp luôn. Lắc chờn eo các bạn, đây lắc chờn eo này thì 4 chỉ tầm khoảng 15 triệu nha. Đây có chữ phước này, lắc này 3 chỉ 42 thì cũng tầm khoảng 12 triệu đến 13 triệu nha. Giá vàng hiện tại thì xuống so với đợt trước dịch nha các bạn. Việt Nam bây giờ đang dịch rất là nhiều. Này, chiếc này 3 chỉ 48 này tầm khoảng 12 triệu 3 triệu nha. Đây có một số mẫu lắc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây,
Lắc này hơn 1 chỉ thôi bạn. Đây 1 chỉ 32 thôi. Tầm khoảng hơn 4 triệu, gần 5 triệu nha. Đây lắc xích này. Xích này hơn chỉ gần 2 chỉ thôi bạn. Tầm khoảng 6-7 triệu. Lắc cong. Đây lắc cong nữa. Lắc cong dành cho nữ nam đều đeo được luôn nha. Đây còn đây là xích hơn 1 chỉ thôi bạn, rất là dễ đeo. Đây lắc bi nè, hơn 2 chỉ nha, tầm khoảng hơn 8 triệu. Đây một số mẫu xích mà đeo hoài đúng không ạ, xích này thì nữ đeo hoài luôn, không chán luôn các bạn, không lỗi thời luôn. Đây lắc lá này các bạn, đây rất là sáng, hơn chỉ 22 thì tầm khoảng hơn 4 triệu một chút xíu nha. Đó là một số mẫu, đây còn bên đây thì còn lắc nữa, lắc cham này. Lắc cham rất là xinh luôn. Lắc này 3 chỉ 27 tầm khoảng 12 triệu. Cuốc, giỏ sách, đồ đầy đủ luôn nha. Đây lắc bi 3 màu luôn. 3 màu này thì hơn 2 chỉ, 3 chỉ 19 tầm khoảng 12 triệu nha các bạn. Đây lắc bi kiểu 2 màu. Cái này là vàng siêu bạch kim nha các bạn, không phải là bạch kim nha, vàng siêu bạch kim nha các bạn. 1 chỉ 94 thôi, tầm khoảng hơn 7 triệu. Đây lắc này 3 chỉ, lắc bi bi cham này. Còn đây là lắc triệu luôn các bạn, rất là nhiều nha. Đây lắc này thì 4 chỉ 40 thì tầm khoảng 16-17 triệu. Đây lắc xích em bé. Đó là một số mẫu lắc bên mình hàng mới nha. Mình sẽ cập nhật mẫu mới thường xuyên cho các bạn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.